giờ anh em ăn xong mình sẽ xuất phát về Tân Châu luôn, không có ở lại ốp buổi chiều. Vì nói chung là thời tiết cũng khá là mưa và cũng phải bận công việc nhà nữa, rồi phải về sớm rửa xe các kiểu nữa. Bây giờ anh em quyết định là đi về sớm luôn, không ốp buổi chiều luôn. Nhưng mà ốp buổi chiều đã gặp được thêm G1M Đinh Gia H2 rồi, gặp được thêm nhiều anh em G15 nữa bên Sa Đéc Đồng Tháp. Tiếc cái là mưa quá phải đi về thôi. Đường Châu Đốc mà rốt cuộc là anh em đi muốn về chung với Chí Trần cho nên về đường Đồng lại, về đường Phú Tân. Thì cái đoạn đường này là đường Đồng, chạy cũng khá là chát. Sao không đi ra đường Phú Vĩnh? Đường này Phú Hẩm, tại Phú Hẩm tôi đi đáy sình không à. Đột xì nãy xém siêu ăn hai con chó đen rồi. Giờ quay lại đi. Mấy thành niên vãi.
ban đêm cũng khá là mệt vì không có đèn. Đường này chủ yếu là mình chỉ đi được ban ngày thôi, nói chung cũng là đường đồng, đường ruộng mà, cho nên chạy đường này thì chạy tốc độ là tầm 60 là thấy đã nguy hiểm rồi. Đường quá nhỏ, các bạn coi đường nè, có chỗ nó ổ gà, có chỗ nó lên xuống nè. Đi đường thì xong về hồi đuổi xe là phê luôn các bạn. Chứng kiến nhiều cái pha xuống ruộng rồi. Cái đường này nói chung là nó nhỏ cho nên không có không gian để mình xử lý tình huống. Bây giờ mình duy trì tốc độ là tương đối ổn định thôi, chứ nếu mà chạy nhanh thì nó hơi nguy hiểm. Quá nguy hiểm đấy chứ. Xuống cái là xuống ruộng luôn, một là xuống mưa kênh, hai là xuống nhà người ta. Đấy các bạn coi nè, nó xe hơi nó đi vào cái đường này luôn. Cái đường có những cái lỗ sụp sụp xuống như vậy nè. Tình hình là cái xe về tới nhà nó thấy gớm luôn các bạn ơi. Trời ơi, xin đất rồi. Không thấy cái biển số đâu luôn. Cái này rửa mệt rồi nha. Ai xa căng ạ. Rồi thôi, video mình kết thúc tại đây các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video clip mình. Nếu thấy video clip mình hay, nhớ cho mình xin một subscribe và một lượt like cái video các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.